Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện về ba người cùng chung lý tưởng đã kết nghĩa huynh đệ nơi vườn đào. Cuối thời nhà Hán, Đổng Trác kiếm quyền. Tào Tháo lãnh tụ các chư hầu diệt Đổng Trác, ba anh em dưới trướng Tào Tháo. Đổng Trác đã bị tiêu diệt. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ nhận ra bản chất gian hùng của Tào Tháo nên tìm cách bỏ đi. Tào Tháo cho quân đuổi bắt, ba anh em mỗi người mỗi ngả. Lưu Bị đi theo Viên Thiệu. Trương Phi chiếm được Cổ Thành. Quan Công phải hộ tống hai chị dâu nên tạm hàng Tào. Ở doanh trại, Tào Tháo tìm cách mua chuộc Quan Công, thiết đãi 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc lớn, tặng rất nhiều quà, mỹ nữ, nhưng Quan Công không nhận. Nghe tin Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu, lập tức trả hết ấn tín vàng bạc châu báu, lên đường tìm anh. Trên đường đi, bị các tướng Tào ngăn cản, Quan Công vung long đao chém luôn 6 tướng, vượt 5 cửa quan. Đến Cổ Thành gặp Trương Phi, vui mừng khôn xiết. Nào ngờ, số phận của họ sẽ ra sao? Câu chuyện diễn tiến như thế nào? Chúng ta cùng đến với bài học ngày hôm nay, Hồi chống Cổ Thành, trích hồi 28 Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung.